Số ca F0 tăng nhanh, thuốc và test nhanh COVID-19 khan hiếm. Việt Nam trong ngày 26 tháng 2 tiếp tục ghi nhận số người dương tính với SARS-CoV-2 gần chạm mốc 80.000 ca. Nhu cầu xét nghiệm điều trị của người dân từ đây cũng tăng mạnh. Chỉ sau 24 giờ qua, 63 tỉnh thành trên cả nước đã phát hiện thêm tổng cộng hơn 77.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, dù số người tử vong do mắc COVID-19 vẫn ở mức thấp. Tình trạng số ca nhiễm liên tục tăng cũng phần nào ảnh hưởng tới đời sống cũng như kinh tế xã hội. Y tế cơ sở quá tải, thuốc và kit test cháy hàng. Ở một số nơi, đặc biệt là địa phương có số ca mắc cao như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình và Bắc Ninh, người mắc COVID-19 điều trị tại nhà chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Nhiều nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội đang xảy ra tình trạng cháy hàng đối với một số loại thuốc hạ sốt cũng như là kit test nhanh giá rẻ. Các nhân viên bán hàng cho biết nhiều mặt hàng đã bán hết từ lâu, người mua ít còn sự lựa chọn. Thậm chí các loại thuốc dự phòng diễn biến nặng COVID-19 như hạ sốt, tăng sức đề kháng, vitamin được rao bán rất nhiều trên mạng xã hội bởi những người không phải là dược sĩ. Nhiều tài khoản Facebook rao bán thuốc kháng sinh phòng COVID-19, tăng sức đề kháng đều không phải là dược sĩ hoặc người có chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Song song với tình trạng này là hiện tượng gom hàng dẫn đến khan hiếm tăng giá kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trong khi chất lượng không được kiểm soát. Hồng Kông, Trung Quốc cho biết họ sẽ cho phép một số trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở lại nhà thay vì bị chia cắt khỏi cha mẹ và nhập viện sau làn sóng phản đối kịch liệt của các gia đình trên toàn thành phố. Cơ quan quản lý bệnh viện Hồng Kông nói rằng không phải tất cả trẻ em nhiễm COVID-19 đều phải nhập viện và cha mẹ không thể theo cùng. Nhìn chung các cháu được xác nhận trong tình trạng ổn định có thể nghỉ ngơi tại nhà. Nếu như có nhu cầu nhập viện, các cháu sẽ được bố trí điều trị và chăm sóc tại các cơ sở cách ly dành cho trẻ em của các bệnh viện công lập. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.